Chào các bạn, rất vui khi gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái video rất là thiết thực trong cuộc sống các bạn, rất là có lợi ích trong cuộc sống. Video này thì các bạn ai cũng có thể làm được đó, nhà nào cũng có hết các bạn. Đây là cái video bí kíp mài kéo nha các bạn. Tại sao mình gọi là bí kíp các bạn? Thì trước đây mình đã mài rất là nhiều cây rồi nhưng mà nó không thành công, nó hư hết, mài hư hết. Thì vừa rồi mình có gặp ông chú của mình, lâu lắm mình mới gặp, là ổng làm cái nghề mài kéo 20 năm rồi các bạn, mà hôm nay thì ổng nghỉ rồi, cho nên ổng mới chỉ cái bí kíp lại cho mình đó. Thấy thì đơn giản vậy các bạn, nhưng mà nó có cái bí kíp ở trong này, có bí quyết trong này, chứ không phải các bạn đơn giản mà các bạn mài được đâu. Không phải như cây dao mà chúng ta mài hai phía, ví dụ cây dao thì chúng ta chỉ cần mài phía bên đây cho nó mòn vô và mài phía bên đây thì cho nó mòn vô thì nó sẽ bén thôi. Nhưng ngược lại cây kéo thì không phải nha các bạn. Cây kéo nếu mà các bạn mài sơ suất là nó sẽ hư ngay tại chỗ và không thể sửa được. Nó chỉ có thợ người ta, chỉ có thợ rèn người ta mới sửa lại được thôi. Hay hoặc là thợ mà tay nghề người ta cao, người ta có đá mài, người ta mài rất là lâu để ta chỉnh sửa cái kéo rất là cực. Còn nếu mà chúng ta tay ngang thì chúng ta hư mài mà lỡ nó hư rồi thì cứ như bỏ luôn, không có cách nào mà sửa được hết các bạn. Thì ở trong cái kỹ thuật mài kéo này nó có hai cái bí quyết các bạn, nó có hai cái mẹo. Một cái mẹo thứ nhất là nó nằm ở đây mình chỉ cho các bạn, còn cái mẹo thứ hai thì khi mình mài nó gần bén rồi thì mình mới thấy cái chuyện đó nó xảy ra thì mình mới chỉ trực tiếp cho các bạn để các bạn thấy cho nó rõ ha. Còn cái thứ nhất là mình chỉ các bạn là cái kéo, bây giờ các bạn nhìn cái kéo như thế này, nó có hai bề, bề này ha, bề này là bề ở trong, bề này là phía ngoài phải không các bạn? Đây, cái này là phía trong, là phía ngoài. Các bạn dứt khoát không được mài phía trong nha các bạn. Dù cho nó xét cỡ nào thì các bạn dùng giấy nhám các bạn đánh ở đây, chứ các bạn không được đánh lên cái lưỡi nó luôn, mà các bạn phải đánh nó ở phía trong này cho nó sạch thôi. Các bạn không được mài phía trong này. Nếu các bạn đặt đá các bạn mài phía trong này một cái một là nó hư cái kéo liền, hư cái kéo tức khắc liền, hớt không bao giờ đứt. Thì đây các bạn xem nè, đó như ông chú mình ông chỉ cho mình xem, cây kéo lúc nào nó cũng có cái độ hở các bạn. Đây các bạn thấy, đưa tay vô thấy, các bạn thấy cái kéo nó có cái độ hở không? Đó, nó có cái độ hở, tức là cây kéo nó có cái độ cong nhẹ từ trong ra ngoài mũi, nó có cái độ cong nhẹ như thế này nè các bạn. Nó cong theo chiều vậy, còn bên kia thì nó sẽ cong ngược lại vậy. Nhưng mà nó cong rất là ít, các bạn thấy không? Nó có cái độ hở, các bạn thấy không? Đó. Nhưng mà các bạn không biết, các bạn vô tình các bạn mài phía trong này thì vô tình làm cho cái lưỡi kéo này nó thẳng rang hết, thẳng rang hết thì cắt rất là nặng mà nó sẽ không bén, tại vì ở trong này mà nó đã khít về thì ra ngoài này nó sẽ hở ra. Đó, nó sẽ hở ra. Tại vì các bạn đã mài phẳng nó rồi thì ra ngoài này cái mũi nó sẽ hở ra, nó gọi là hở mũi là đó, nó hở như thế này nè. Nó hở như thế này nè. Thì các bạn cắt không bao giờ đứt đâu các bạn. Đó, đây là mình cố tình mình đẩy nó ra nha các bạn. Chứ cái kéo thì nó có cái độ dơ nhẹ nha. Đó, đẩy nó ra như thế này thì nó hớt không bao giờ đứt. Thì tóm lại là các bạn không được mài phía trong này nha các bạn, mà các bạn chỉ được mài cái phía ngoài. Đây, tức là phía ngoài đây. Các bạn thấy phía ngoài không? Thì phía ngoài nó có một cái, nó có giật xuống một cái cắp rồi, các bạn thấy không? Đây, nó giật xuống một cái cắp xéo như thế này nè. Đây, đây nè. Đó, như các bạn vậy, nó giật xuống cái cắp thì các bạn mài theo cái cắp giật của nó. Mài rất là thẳng theo cái cắp giật của nó. Mình kê xuống cục đá, chút nữa mình mài thì cho các bạn xem. Mình sẽ mài như thế này thôi. Còn phía bên trong này dứt khoát là không được quyền mài nha các bạn. Và chút xíu nữa khi mà mình mài thì nó sẽ xảy ra trường hợp một cái mẹo nữa, một cái bí quyết nữa. Cái đó mới thực là kết quả là cái kéo bán hay không đó các bạn. Rồi. Còn bây giờ thì các bạn là sắp sửa là xem mình mài nha các bạn. Thì bây giờ mình cũng nói các bạn, thí dụ cái kéo của các bạn nhà các bạn là cái kéo mà nó tán lê vê á, tức là cái này nó tán, tán chết lại rồi thì mình không thể mở ra được, thì mình sẽ để nguyên như thế này mình mài nha các bạn. Đây, để nguyên như thế này mình mài cục đá như thế này ha. Rồi mình chở bề kia lại mình mài như thế này đó. Còn bây giờ nó nếu mà có ốc mở thì các bạn nên mở ra để cho mình dễ sử dụng nha các bạn ha. Để là mình mở ra để cho mình dễ mài nha. Thì mình mở ốc này ra cho nó dễ mài. Thì ở đây đúng ra mình đem vô nhà bếp á, nhà bếp, nhà vệ sinh, sàn nước gì đó mình mài cho nó dễ. Nhưng mà cái video, cái camera của mình thì mình đặt tại chỗ đây, không thể dời được các bạn. Cho nên là bây giờ mình phải đem nó lại đây, đem cục đá mài lại đây để mình mài cho các bạn xem. Bây giờ mình tháo ra các bạn, tháo ốc ra. Quên, để mình cắt cho các bạn xem nhé. Đây các bạn, không bao giờ đứt các bạn. Các bạn thấy từ ngoài vào trong không chỗ nào đứt hết. Các bạn thấy không?
không đứt các bạn. Thì để mình mài cho các bạn xem chút xíu nữa là nó sẽ bén như dao cạo luôn. Rồi bây giờ mình tháo ra các bạn. Kéo này cũng đã khá cũ rồi mà, khá xét. Rồi mình dùng vít mình dặn bên đây ra nó. Còn một cái mẹo nữa là khi mẹo bắt ốc này các bạn, bắt con ốc này trở lại cũng là một cái mẹo đó. Các bạn không biết các bạn bắt vô thì nó sẽ rất cứng hay hoặc giả là nó rất là lỏng. Phải vừa thôi chứ lỏng quá cũng không được mà cứng quá cũng không được nha các bạn. Đó. Có điều kiện thì tháo được thì các bạn nên tháo ra như thế này để mình mài về nó dễ các bạn. Còn nếu để chung như thế này thì nó sẽ đụng chạm được luôn. Mình phải kê cục đá mài mình cao lên quá cao. Rồi giờ mình mài nha các bạn. Đây mình có chuẩn bị sẵn cho các bạn cho nó nhanh nè. Đây là cái tô nước, để ngoài đi. Đá mài các bạn là phải đá mài hai mặt nha các bạn, một mặt to và một mặt phía bên đây là mặt nhuyễn. Để khi mình mài mặt to xong là cuối cùng mà nó bén rồi thì mình mài lên mặt nhuyễn. Còn bây giờ mình mài để coi nó lộ cái bí quyết nó ra nằm ở chỗ nào nha các bạn. Rồi bây giờ mình mài cái nãy như nãy mình nói cái cắt là cái cắp giật nó là nó nằm vậy các bạn thấy không? À, cái cắp giật nó nè. Đây nè. Thì mình chỉ mài thẳng nó như vậy là ok. Còn phía trong này không dớ vô nha các bạn mài là hư liền nha các bạn. Rồi các bạn kê nó đúng cái bài nó cho nó đúng nó vừa nó. Đừng có sốc xuống quá, mài y theo cái cấp giật của nó thôi. Rồi mài nghe các bạn. Các bạn mài cho đều. Đó. Chứ đừng có mài cái mũi nặng quá mà đừng có mài ở trong nặng quá, cứ coi là đều nhau hết từ đầu tới là từ cái đầu cái kéo cho tới cái vô trong lòng cái kéo thì nó phải bằng nhau hết. Đó. Các bạn thấy nó sáng lên được chút là sang làm vàng thấy không? Cái này mài nó không có đã các bạn. Cái này mài cục đá này là người ta phải dùng một miếng gỗ. Người ta bắt nó xuống, bắt chết nó xuống, miếng gỗ lớn rồi để cho mài nó không có độ nhúc nhích các bạn. Còn mình ở đây thì mình làm vừa lý thuyết vừa thực hành cho các bạn xem cho nên mình đem ra cái mâm này. Để nó chảy nước tùm lum nhà các bạn. Thành ra mình mài nó hơi lâu nha các bạn. Đó, các bạn thấy nó đã sáng chưa? Các bạn mài đi rồi chút xíu nữa nó sẽ lộ cái bí kíp ra, mình sẽ chỉ cho các bạn. Rất là đơn giản nhưng mà nó rất là hay các bạn. Thì kéo các bạn tốt hay không là các bạn mài là các bạn biết liền. Nếu mà kéo tốt thì mài nó chậm ăn, nó chậm mòn lắm. Còn kéo mà thép dở là các bạn mài nó rất là mau mòn. Kép này mài, cái kéo này mài là lâu mòn rồi các bạn. Rồi các bạn lấy cái tay các bạn. Con mắt mình nhìn không thể biết nó bén hay không được các bạn, mà mình phải dùng cái này mình phải dùng cảm nhận bằng cái ngón tay các bạn. Đây các bạn đưa lên vuông góc với cái lưỡi kéo các bạn kéo vào tay, các bạn nghe chừng nào nó nhám nhám là các bạn nghe nó có cảm giác gần bén rồi đó. Thì tới lúc này là sao các bạn? Đây, lúc này là cái bí kíp nó nằm ở đây các bạn.
tới lúc này các bạn không còn mày sốc tới gì nữa nha các bạn, mà các bạn phải mày lướt nó như thế này, chứ các bạn không được mày sốc tới như thế này. Nếu mà các bạn mày sốc tới như nãy giờ mình mày thì nó mày hoài, nó vẫn vậy hoài, nó không bao giờ bén. Mà chúng ta phải mày lướt nó, tức là cho ta trở bài lại thế này, ta mày lướt nó, lướt tới như thế này ha. Nó rất là khó, dễ mà khó đó các bạn. Chúng ta mày lướt, khi chúng ta đẩy tới thì chúng ta nhặn xuống, còn chúng ta kéo về thì chúng ta để cho nó tự nhiên. Rồi tới đây một cái bí quyết cực kỳ hay nè các bạn. Đó, cái vừa rồi cũng là một cái bí quyết này các bạn, tức là mình mày cái này là mình mày lướt, chứ mình không có mày đẩy nữa. Đó, nếu mà mình mày đẩy nữa thì mày hoài nó cũng vẫn vậy, tại lúc cái kéo này lúc nó gần bén rồi thì chúng ta giờ thấy như nó gần bén thế này thì chúng ta sẽ mày lướt. Chúng ta sẽ mày lướt chiều này, chứ chúng ta không được mày sóc bề này nha. Mày lướt bề này. Mày lướt xong, các bạn dùng ngón tay các bạn lúc này không còn đẩy ngang trên này nữa, mà các bạn đẩy ở dưới này, đẩy lên, đẩy song song với mặt kéo này, chúng ta dùng ngón tay chúng ta đẩy lên thì chúng ta nghe nó nhám nhám. Nghe nó bén bén, nghe nó nhám nhám, tức là lúc này là sao các bạn? Lúc này là người ta gọi là cuốn mép đó các bạn, tại vì mình mài cái lực bén đó là nó quá bén đi, cho nên là nó cuốn mép, hay ta gọi là cái ba vớ của nó sẽ nằm phía bên đây. Chúng ta đẩy lên giờ chúng ta nghe nhắm tay thì tới lúc này chúng ta ngưng, chúng ta không còn mài nữa nha các bạn. Rồi chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải trở bề cục này lại, hoặc giả là chúng ta dùng một miếng giấy nhám nhật, một giấy nhám nhật như thế này chúng ta sẽ đẩy nó. Đẩy để làm gì? Để cho cái cuốn mép đó, cái mép cuốn của nó đó, tức là cái ba vớ của nó không còn nữa. Chứ nếu cái ba vớ nó còn đó thì chúng ta xài một cắt vài lần thì ba vớ nó sẽ gãy, thì nó sẽ hết bén. Rồi bây giờ chúng ta phải đẩy lên như thế này, đây nhẹ nhàng như thế này, các bạn thấy không? Đẩy song song với cái lưỡi kéo, đẩy lên thế này, tức là mình vuốt nó lên thế này, vuốt lên thế này. Chừng nào mình rờ cái tay như thế này mà mình không còn đụng, mình không còn nhám nữa là ok. Lúc đó mình sẽ rờ vuông góc ở trên này thì mình nghe nó rất là bén trên này. Vậy là ok đó các bạn. Rồi, bây giờ vậy nó đã bén rồi các bạn, nó đã ok rồi thì bây giờ mình sẽ không cho mài cho nó mòn nữa mà mài cho nó bóng, tức là lật chở cục đá về phía bên cái mặt nhuyễn này các bạn. Mặt này nó rất là nhuyễn. Đây, cái mặt này nó rất là nhuyễn. Thì chúng ta tiếp tục chúng ta mài lướt nó nữa, lướt nhẹ nhẹ thôi các bạn, để lấy độ bóng thôi. Lúc này là lúc lấy độ bóng thôi. Đó, chúng ta nghe cực kỳ bén rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tua video nha các bạn, để mình mài một lưỡi bên kia nữa, rồi mình sẽ gắn vô để mình test cho các bạn xem. Rồi các bạn, bây giờ cái phía bên đây thì mình cũng đã mài xong các bạn, lưỡi bên đây cũng đã mài xong, thì mình đã mài xong được hai lưỡi. Các bạn nhớ cho kỹ cái chỗ này nữa nha các bạn, khi mà các bạn mài thì các bạn mài đúng cái cấp vực của nó, tức là mình nghiêng như thế nào cho nó đúng cấp vực nó như thế này, chứ đừng nghiêng quá như thế này, mà đừng có nghiêng là không tới nó, nghiêng đúng nó, mình có cảm giác, mình cảm giác là mình nghiêng đúng theo cái bề của nó hít, nó ôm vô như thế này mới được các bạn, là các bạn mài mòn nó xuống là chắc chắn nó sẽ bén thôi. Rồi ok, thì bây giờ mình không có thời gian để làm cái kéo này cho nó đẹp mới lại, thì bây giờ chủ yếu là mình gắn vô để mình test cho các bạn thôi nha. Chứ mình bây giờ dùng giấy nhám thì mình chùi nó lại thì nó sẽ sáng ánh lên, nó mới lên như mới thôi các bạn. Rồi giờ mình bắt ốc vô nha các bạn. Rồi các bạn, để cho đúng chiều của cái kéo rồi các bạn sẽ bắt vô, dặn như thế này nha các bạn. Đây đó. Thì cái này là quan trọng là các bạn, khi các bạn dặn vô xong các bạn sẽ dùng tay của mình các bạn cắt. Đây, các bạn nghe nó lỏng le ha, thì các bạn sẽ siết vô, siết chừng nào cho nó vừa tay, gọi là vừa tay, là các bạn cảm giác vừa tay là được, đừng cứng quá mà đừng có hở quá, nó cứng quá thì kéo nó sẽ mau lục. Đó, như thế này là được nè các bạn. Đó, mình cắt như thế này mình cảm giác mình vừa tay là được, vừa tay là mình sẽ tán con ốc bên đây cứng vô,
đó. Chứ các bạn đừng có dặn cứng quá, quà mềm quá nha. Rồi bây giờ mình test cho các bạn xem nha. Các bạn thấy không? Ở trong này nó có một cái cọng sắt trong này hả các bạn? Nên mình cắt cho nó không đứt. Các bạn thấy không? Rất là bén. Đây. Từ trong ra ngoài luôn các bạn. Đây. Đó. Mũi nè các bạn, thấy không? Quan trọng là cái mũi nha các bạn. Mày kéo là người ta là thợ mày là cái mũi phải bén. Đó. Mũi phải nhấp chỉ được luôn, nhấp chỉ đứt luôn đó các bạn. Bạn thấy không? Hết bằng cái mũi nè. Cực kỳ bén luôn các bạn. Rồi video đến đây là kết thúc các bạn. À, các bạn cảm thấy video này có hữu ích gì đó các bạn thì xin các bạn cho mình một like và một đăng ký kênh nha các bạn. Còn các bạn nào đăng ký kênh rồi xin cho mình một like và một cái nhấn chuông để sau này mình ra video mới thì các bạn sớm nhận được video của mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn, chào các bạn. Đây các bạn thấy nó có cái độ hở này các bạn thấy không? Đó, cái kéo lúc nào nó cũng có độ hở, mình cầm đây cho các bạn xem, thấy không? Nó có, tức là nó có cái độ cong nhẹ, nếu các bạn không biết mà các bạn mài trong đây nó phẳng lì như thế này thì cái kéo này sẽ hư hết không được nha các bạn, sẽ bị hở mũi. Rồi cảm ơn các bạn, chào các bạn.